Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời cả nhà cùng vào bếp với mình để làm giò thủ nha. Món này ở miền Tây có người gọi là giò xào hay còn gọi là chả lạnh. Món ăn có độ dai giòn nè, nhờ sự góp mặt của phần gân từ tai heo và dẻo ngon từ da được xào kỹ. Đặc biệt bên trong giò thủ luôn có phần tiêu nguyên hạt được rang thơm nên nó có độ cay nhẹ và rất là thơm ngon luôn. Món giò thủ này sẽ ngon hơn khi bảo quản lạnh nên cả nhà có thể chuẩn bị trước nè. Trong những ngày Tết mình có thể mang ra đãi khách vừa tiện mà lại rất là hấp dẫn nữa. Và cách làm món giò thủ này rất là đơn giản luôn. Nếu thích mời cả nhà cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Nguyên liệu làm giò thủ thì cũng rất đơn giản. Mình có chuẩn bị đây là một ít thịt nạc nè, da heo, tai heo và một ít da đậu. Nếu không thích nhiều gân các bạn có thể giảm phần tai heo và thêm lưỡi hoặc là mũi cũng rất là ngon. Phần nguyên liệu cả nhà có thể thay đổi nhưng tổng khối lượng của thịt đã phải có ít nhất 40-50% là da thì món giò này mới kết dính được nha các bạn. Phần thịt nạc khi sơ chế mình có thể rửa qua nước muối pha loãng và rửa sạch lại. Riêng các tai heo và các loại da nè thì các bạn phải chà chanh và muối thật và cạo thật là kỹ luôn và rửa sạch để ráo nước nha. Và tổng lượng thịt mình chuẩn bị này nè mình có cần thử là gần 2kg đó các bạn. Nó hơn ký chín xíu á. Mình bắt nồi nước lên để luộc tai heo và da nè. Các bạn cho nước nhiều xíu nha. Nước phải ngập luôn cả phần tai heo và da thì nó mới không bị đen. Và mình cho đây khoảng 3 củ hành tím mình đập dập nè. Cái củ này hơi to đó. Nếu nhỏ thì các bạn cho khoảng 5 củ đi. Gừng và khoảng một nhánh gừng. Các bạn có thể đập dập hoặc là cắt lát. Và mình thêm để 2 muỗng cà phê muối. Cho hết tai heo nè, da và phần da đầu vào đây luôn. Mình cứ cho vào trong lúc nước còn nguội luôn, không cần nước sôi nha. Phần thịt nạc thì mình giữ lại, không có cần phải luộc nha các bạn. Để luộc cái này thì các bạn nên cho nhiều nước nè, nó phải ngập qua hết luôn da và tai heo thì mình luộc nó mới không có bị đen. Đầu tiên các bạn có thể mở lửa lớn cho nó nhanh sôi. Khi mình thấy nó sôi rồi nó bọt nhiều thì mình vớt bỏ bớt bọt á, để phần da và tai heo nó sạch. Và mình mở lửa trung bình thôi. Tính từ lúc nước sôi mình luộc cái phần này khoảng từ 15 tới 20 phút. Mình chỉ cần luộc cho nó vừa chín tới thôi. Bởi mình còn cái công đoạn sau xào rất là lâu luôn. Nên các bạn không có cần phải luộc kỹ nha. Phần da heo có thể sẽ chín trước đó các bạn nên thử. Mình canh thì da heo á mình chỉ luộc 15 phút. Các bạn có thể vớt da heo ra trước. 15 phút là mình thấy da heo nó mềm rồi. Mình sẽ vớt da heo ra trước. Và là mình luộc cái phần tai heo thêm 5 phút nữa. Khi vớt ra thì các bạn có thể cho vào thau đá lạnh á, cho da nó săn lại. Nè, mình vớt da heo ra trước nè. Luộc 15 phút từ lúc nước sôi đó. Và phần tai heo thì mình luộc thêm 5 phút nữa. Tai heo sau khi luộc thêm 5 phút nữa thì mình vớt ra cũng cho vào thau đá lạnh luôn. Ngâm trong đây cho nó nguội hẳn luôn. Sau đó mình sẽ vớt ra và rửa sạch lại để cho ráo nước rồi mình mới đem đi cắt. Để phần này qua một bên, mình đi chuẩn bị cái phần thịt nạc nè. Phần thịt này mình chuẩn bị là hơn 600g nè. Tùy các bạn thích nạc nhiều hay ít mà mình có thể tăng hay giảm. Các bạn có thể cắt khối vuông mỗi cạnh khoảng 1-1,5cm. Hoặc mình có thể cắt miếng cũng được. Nhưng mà nếu cắt miếng thì không nên cắt mỏng quá nha. Mình thấy cắt khối vuông thì nó ngon hơn nè. Nè mình cắt cỡ này là vừa rồi. Thịt sau khi cắt xong các bạn cho vào cái thau lớn luôn rồi một tí nữa mình trộn cho nó dễ. Thịt cắt xong thì trở lại với phần da và tai heo nè. Da mình đã rửa sạch lại và để ráo nước. Các bạn kiểm tra lại mặt bên trong đó. Nếu mà còn nhiều mỡ dưới da như vậy nè, các bạn lọc bỏ hết phần mỡ nha. Để nó không có bị ngán. Mình chỉ lấy da thôi. Mình lạng mình bỏ hết phần mỡ nè. Và mình cắt miếng nhỏ luôn. Các bạn không cần cắt quá mỏng nhưng mình nên nghiêng dao á, mình cắt vậy nè. Thì khi mình xào á, cái phần da này nó dễ ra nhựa hơn nha. Nè, không cần cắt quá mỏng nhưng mình cắt nghiêng dao á thì mình xào nó dễ ra nhựa hơn. Cứ vậy mình cắt cho hết phần da luôn nè. Da cắt xong thì mình cho chung vào trong cái thau thịt để một tí nữa mình ướp luôn. Cái phần tai heo á, cái phần dưới đây nè, nó rất là nhiều mỡ luôn. Các bạn cắt riêng ra là mình lọc bỏ mỡ nha. Mình chỉ lấy da với gân hoặc là nếu có nạc thì lấy nạc. Còn mình bỏ hết phần mỡ đi. Để mỡ nhiều nó sẽ rất là ngán. Tai heo cũng vậy, mình cắt miếng nhỏ luôn. Và các bạn cũng để nghiêng dao cắt y như cắt da vậy.
Món giò thủ này thì thường sẽ có tai heo, do có phần gân á, nó giòn rất là ngon. Tuy nhiên nếu không thích thì các bạn vẫn có thể bỏ qua và mình thay bằng lưỡi hoặc là muỗi cũng rất là ngon luôn. Tai heo cắt xong thì mình cho chung vào trong cái thao thịt lúc nãy. Tất cả đã cắt xong thì cho chung vào thao nè và mình đi tẩm ướp luôn. Các bạn có thể không ướp hành tỏi cũng được, nhưng mà nếu ướp thì các bạn nên ướp bằng bột hành, bột tỏi. Còn nếu mà hành tỏi tươi thì các bạn nên vắt chỉ lấy nước thôi, không lấy cái xác nha. Do cái này bảo quản lâu á thì nó cái phần đó nó rất là dễ bị chua. Mình cho đây một muỗng cà phê bột tỏi và một muỗng cà phê bột hành nè. Các bạn chuẩn bị khoảng 2 muỗng canh tiêu đen mình rang cho thơm lên. Sau đó mình lấy một nửa này mình giả dập, chỉ cần giả dập thôi, mình cho vào đây. Còn một nửa mình chừa nguyên hạt lại, khúc sau khi xào xong mình cho vào sau nha. Và mình ướp vào đây 2 muỗng canh đường. Một muỗng canh hạt nêm. Ăn được bột ngọt thì cho nửa muỗng cà phê bột ngọt nè. Và 3 muỗng canh nước mắm. Món này thường là ăn kèm với muối tiêu nên mình thấy nêm như vậy là rất là vừa rồi. Nếu các bạn muốn đậm đà mình có thể thêm xíu muối. Nhưng theo mình là mình thấy rất là vừa rồi, không cần phải thêm muối. Các bạn có thể trộn sơ lên. Sau đó mình mang bao tay vào á, mình trộn và bóp thật là kỹ luôn cho nó thấm gia vị. Các bạn nên mang bao tay vào mình trộn á thì nó mới đều gia vị được nha. Cái này mình trộn đũa và muỗng nó không có đều được đâu. Mình vừa trộn vừa bóp cho nó thấm gia vị cũng như cho nó đều hết nạc, gân da với nhau. Mình trộn đều á, sau đó các bạn để phần này cho nó thấm ít nhất 30 phút mình mới đem đi xào. Và để xào thì các bạn chuẩn bị cái chảo hơi rộng á, mình sẽ dễ đảo hơn do mình đảo liên tục đó. Và mình cho đây khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Thêm một muỗng canh hành tỏi băm. Nếu lúc nãy các bạn không có ướp hành tỏi trong thịt á thì mình tăng lên 2 muỗng canh nha. Mình cho đây mình phi thơm. Mình phi cho hành tỏi nó vàng thơm á, sau đó mình cho hết cái hỗn hợp mà mình đã trộn lúc nãy đó. Vào đây mình xào. Cho vào vậy các bạn xào với lửa trung bình thôi. Thời gian xào sẽ hơi lâu một xíu, ít nhất từ 15 tới 20 phút. Trong thời gian xào thì các bạn phải đảo thường xuyên như vậy nha. Làm món này thì chỉ công đoạn này là hơi cực xíu thôi. Tuy nhiên cái lượng thịt chưa đến 2 kg thì cũng không đến nỗi nào đó các bạn. Khi mà mình xào theo khoảng 4-5 phút á, các bạn thấy nó còn quá khô á, thì mình có thể cho đây khoảng 50ml nước để mình xào cho da nó dễ ra nhựa hơn. Nếu mà thấy nó có nhựa rồi thì không cần phải thêm nước cũng được nha. Cái này không có cần thiết. Nếu mà thấy khô các bạn mới thêm nước. Rồi tiếp tục mình xào nè, đến khi nào phần da nó đổ nhựa ra, nó có sự kết dính rồi á, thì mới được. Khi mình xào hơn 15 phút nè, các bạn để ý thấy phần da là nó đã có rất là nhiều nhựa luôn. Mình cầm thử một miếng da, các bạn lấy ra ngoài á, mình cầm thử một miếng da á, thì nó rất là bị dính tay luôn. Như vậy là được nha. Trong lúc này thì mình cho luôn cái phần tiêu tiêu rang mà nguyên hạt á, một muỗng canh. Cái này thì tùy các bạn thích tiêu nhiều hay ít, mình thể tăng hay giảm. Tuy nhiên mình thấy cái món này có nhiều tiêu mới ngon các bạn. Cho vào thì các bạn có thể tắt lửa luôn cũng được. Và sau đó mình đảo đều và chuẩn bị cho vào khuôn. Mình chỉ xào hơn 15 phút, chưa đến 20 phút luôn các bạn. Mình thấy phần da nó ra nhựa rất là nhiều luôn đó. Vậy là được rồi nè. Mình đi chuẩn bị khuôn để cho vào khuôn luôn. Nếu các bạn khéo tay mình có thể bó bằng lá chuối và buộc dây. Nhưng mình cho vào cái khuôn này mình thấy rất là tiện luôn. Cái khuôn này ở chợ chỗ bán nồi niêu xoong chảo dụng cụ nhà bếp có bán rất nhiều các bạn. Và mình cũng lót lá chuối cho nó thơm nè. Và mình cho vào khuôn từ lúc còn nóng luôn nha các bạn. Và khi cho vào khoảng nửa khuôn á, mình dùng cái dụng cụ gì đó, cái vá hoặc cái gì đó, mình ém cho nó chặt xuống nha. Mình ém từ phần luôn. Chứ mình đừng có cho hết một lần mình mới ém, nó rất là khó chặt. Các bạn có thể chia ra mình ém 2-3 lần á, thì nó ngon hơn nữa. Sau đó mình cho luôn phần còn lại nè. Cái này nó sẽ dư một khuôn đó các bạn. Cái khuôn này nó tầm khoảng 1 kg đến 1,2 kg là hết mức rồi. Cho phần thịt của mình nó hơi nhiều đó, nó gần 2 kg lận. Nhưng mà hồi nãy mình loại bỏ phần mỡ á, nó còn khoảng 1,7 kg. Khi nó đầy rồi mình ém lại một lần nữa. Sau đó mình gói cái lá chuối lại thôi. Phần gói này chỉ cần gói cho nó bít lại là được. Mình còn cái nắp nữa các bạn. Rồi đè cái nắp xuống và gài chốt lại là xong. Có cái khuôn này làm mình thấy làm rất là đơn giản. Các bạn gài chốt lại, sau đó mình vặn cái này nè, mình ém chặt lại.
Em chặt lại sau đó các bạn để cho nó nguội hẳn, mình cho ngăn mát nha. Khoảng 4-5 giờ là được, nhưng mình thấy là cho qua đêm luôn thì nó sẽ ngon hơn. Nếu các bạn không có khuôn này, mình có thể dùng cái chai nước suối hoặc là cái hũ như thế này nè. Nhưng mà cái hũ loại mỏng á, cái hũ này người ta mình đựng hạt này nhưng mà nó rất là mỏng, tại vì cuối cùng mình phải cắt luôn. Nhưng mà cái đáy hũ các bạn nên châm nhiều cái lỗ á, để cho nó thông hơi nha. Mình sẽ có thể cho vào đây nè và đã ém chặt lại và buộc dây theo chiều dài á, hoặc là các bạn dùng vật nặng để dằn ở trên. Cái này mình để làm cái phần dư còn lại nè các bạn. Và đây là phần giò thủ thành phẩm nè, mình để ngăn mát được qua đêm luôn. Mình sẽ lấy ra và cắt cho các bạn xem nha. Khuôn này lấy ra rất là dễ, mình chỉ cần xả ốc rồi mình rút cái chốt ở dưới á và mình dặn ốc mình đẩy nó ra thôi. Nè các bạn thấy phần giò thủ mình rất là chặt luôn. Thời gian xào rất lâu nhưng mà cái nguyên liệu nó không có bị sậm màu nè. Màu rất sáng và đẹp nữa. Mình sẽ cắt ra bên trong cho cả nhà xem. Giò thủ rất là thơm mà có độ dẻo nữa. Mình thấy cái lượng thịt nạc này rất vừa luôn, không có bị khô. Các bạn dùng thịt nạc nhiều quá nó phần giò thủ nó cũng rất là dễ bị khô nha. Nè mình cắt ra từ lát cắt bên trong nè, rất là chặt luôn. Mình rất là thích cái phần tiêu ra nguyên hạt các bạn. Nó cay nhẹ mà nó rất là thơm nữa. Lúc trước khi ăn món này mình nghĩ là rất là khó làm luôn. Sau vài lần thực hiện là mình thấy nó cũng đơn giản mà dễ thành công nữa. Tết năm nay các bạn hãy thử làm theo cách này để chiêu đãi gia đình và người thân. Và nhớ cho mình xin ý kiến ở phần bình luận nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.